quý thính giả của chương trình Đất Việt TV, một số lớn những người Việt tha hương tị nạn và những người đang lê lết một cuộc đời cùng khổ đầy bất công áp bức dưới chế độ cộng sản tại quê nhà đều có những quãng đời là những cuộn phim, mà có một cuộn phim nào giàu chiếm được bao hàng giải thưởng cũng không sao sánh bằng là những tập truyện, mà có một tập truyện nào giàu thuộc loại bản chạy nhất thế giới cũng không sao qua mặt được. Những quãng đời đó giàu có thực sự được quay thành phim, viết thành truyện cũng không bao giờ có thể lột tả nói lên được tất cả những gì đã xảy ra chung quanh họ và những gì đã diễn ra trong lòng họ. Do đó, chỉ có chính họ là những người trong cuộc, là những chứng nhân, là những nhân vật trong cuộn phim, trong tập truyện của đời mình mới cảm nhận được tất cả những sự lo âu phiền muộn, những nỗi buồn xót xa câm nín, những niềm hy vọng mong manh thoáng chốc, những nỗi tuyệt vọng nặng nề buông xuôi cho số kiếp, những sự hãi hùng kinh hoàng đến chết ngất, những cơn đói khát vực vả rã rời, những nỗi uất nghẹn đắng cay đến tột cùng, những nỗi tủi nhục tội tâm sâu thẳm, những nỗi mừng vui nghẹn ngào đầy nước mắt, những nỗi đớn đau quằn quại có lúc chất ngất trong lòng, có lúc rây rứt kéo dài như vô tận. Quãng đời họ là những cuộn phim không cần đạo diễn dàn dựng, là những tập truyện không cần hư cấu bởi nhà văn, là những câu chuyện sống thực với cùng nhịp tim và những cảm xúc của một đời người. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền chở 45 người xuất phát từ Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1980, chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Nhóm người tổ chức quyết định cho thuyền khởi hành ngay trong cơn giông bão để lọt qua được sự canh gác nghiêm ngặt của công an biên phòng Việt Cộng. Vì thế, họ phải trải qua cơn cuồng phong đại dương, rồi tài công mất định hướng. Thế nên chiếc thuyền linh đinh trên đại dương không có thức ăn, không có đủ nước uống trong 26 ngày đêm. Nhiều người đã nằm xuống lòng đại dương vì đói khát. Rồi họ được một xoáy hạm của Hoa Kỳ cứu vớt. Câu chuyện có tiêu đề Blue Richard, Thiên thần áo xanh, tác giả Lý Tuyết Lê. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 2. Dẫu yêu thương con đến mức nào đi nữa, cũng không thể nào giữ được xác con trong vòng tay của mình. Chúng tôi đành lòng phải bỏ xác con xuống lòng biển cả. Đặc biệt cái chết của con tôi được nhiều người thương và lo chu đáo. Vài người trên tàu gỡ hai tấm vải nhỏ từ chiếc tàu của chúng tôi, họ đóng lại như hình chữ thập, đặt xác con tôi nằm bên trong, rồi dùng lưỡi cá cuộn quanh thân hình của con tôi. Họ nói rằng phải động vải theo hình chữ thập thì mới thăng bằng, không bị sóng đập lực úp mặt nó xuống biển, cả sẽ định rỉa ăn. Họ nói rằng nếu con tôi may mắn gặp một tàu cá nào đó, họ sẽ làm phước vớt đem vào bờ để chôn. Vì lúc đó chúng tôi vẫn còn thấy dãy núi mờ mờ từ đằng xa, nhưng chúng tôi chỉ biết hy vọng như vậy. Anh mở ra đọc vài câu trong kinh thánh rồi cầu nguyện trước khi thả xác con tôi xuống biển. Lúc đó tôi ngoảnh mặt đi nơi khác vì không muốn chứng kiến cảnh đau lòng này. Nước mưa hứng được đêm đó đã tạm nuôi sống chúng tôi trong một thời gian ngắn. Rồi một hôm ngày 6 tháng 10 năm 1980, tôi nằm chờ chết trong cabin vì sức tôi đã quá kiệt quệ. 26 ngày không một chút gì trong bao tử, ngoại trừ nước tiểu, vì nước mưa hứng được hôm trước đã không còn một giọt. Thình lình
Có tiếng chồng tôi và vài người nữa ngoài cabin. Có máy bay, có máy bay. Tôi nhìn ra, thấy chồng tôi đang dùng cái áo thun trắng cũ để vạch ra hiệu. Nhưng tôi vẫn không có một chút hy vọng nào. Vì đã bao lần chúng tôi thấy máy bay bay xa thật xa trên bầu trời, nhưng họ nào có thể chúng tôi đâu. Nhưng rồi tiếng máy bay trực thăng dần dần nghe rõ dần, và tiếng mỗi người mừng rỡ. Hình như có một lực nào thật mạnh trong tôi vực tôi dậy, và tự nhiên tôi có sức để bò ra ngoài khoang tàu. Tôi thấy chiếc máy bay trực thăng từ từ hạ thấp xuống. Lúc đó, một người trên tàu chúng tôi viết hàng chữ bằng tiếng Anh: "Don't drop any food, please rescue us." Thì ngay lập tức, một quân nhân Mỹ trên máy bay trực thăng viết hàng chữ bằng tiếng Việt, chờ 5 phút, rồi họ bắt đầu bắn những trái khoai màu quanh tàu của chúng tôi để định vị trí cho tàu lớn đến cứu. Vài phút sau, có hàng khói màu tản mát từ đằng xa. Chúng tôi thấy một vật nhỏ dưới đẫm, rồi từ từ lớn dần. Chẳng mấy chốc, trước mặt chúng tôi sừng sừng một chiếc tàu chiến khổng lồ, cách tàu chúng tôi một khoảng cách an toàn. Đó là Blue Ridge LCC-19. Chúng tôi vô cùng mừng rỡ như được sinh lại lần thứ nhì. Thủy thủ bắt đầu bỏ thăng dây xuống và đi cano qua tàu chúng tôi. Trên cano có 4 người lính hải quân mang theo phao cá nhân, và nổi bật hơn hết là cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tung bay trước gió. Nhìn lá cờ mà lòng tôi bồi hồi xúc động, vì nó biểu tượng cho tự do và tình nhân loại. Họ dùng loa yêu cầu chúng tôi giữ bình tĩnh. Các hải quân cầm tay lại, cố gắng điều khiển chiếc cano cập sát vào tàu chúng tôi. Người nhỏ và phụ nữ được ưu tiên di chuyển qua tàu chiến trước. Sau cùng là nam giới, các thủy thủ, một tay kẹp chúng tôi và một tay chụp lại thân dây để leo. Hàng chục cánh tay thầm xuống kéo chúng tôi lên. Đối với tôi, đó là giờ phút vô cùng thiêng liêng và vô cùng xúc động. Nó cho chúng tôi thấy có những người chủ nghĩa tự do mới thể hiện được tình yêu thương nhân loại và cảm thông được những đau thương mất mát của những người vì hai chữ tự do mà liều mình vượt biển. Khi tất cả chúng tôi được an toàn đưa lên chiếc xoáy hãm này rồi, thì điều đầu tiên của họ là cho chúng tôi một người một ly súp lặng đang còn nóng hổi. Và sau khi họ bắt đầu khám tim mạch từng người, tôi và em tôi cùng một vài phụ nữ khác vì quá yếu nên được chuyển lên Medical Clinic. Tại đây, chúng tôi được chăm sóc sức khỏe thật chú đáo. Họ bồng chúng tôi đi tắm. Dĩ nhiên là họ rất tôn trọng phụ nữ chúng tôi, nên họ chỉ mở nước điều chỉnh ở độ ẩm vừa phải và dạy cho chúng tôi cách dùng thuốc gối đầu đặc biệt để giết chỉ. Rồi họ đứng canh cửa phòng tắm để đề phòng trường hợp chúng tôi bị tẻ hay bất cứ gì đó. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng nhân ái bao la của những người lính Mỹ khác màu da. Họ không màng đến thân hình sơ sát bẩn thỉu hôi hãm của chúng tôi, trong khi chỉ trên đầu rơi rớt đồm đột. Nhưng họ ôm chúng tôi vào lòng, bồng ẩm chúng tôi khi chúng tôi cần những phương tiện vệ sinh cá nhân. Sau đó, họ phát cho chúng tôi một người một áo thun trắng và đồ lót để bỏ đi những quần áo hôi hãm mà suốt 26 ngày đêm dầm với mồ hôi, dầu nhớt, nước tiểu và nước biển mặn. Tôi còn nhớ rõ một kỷ niệm rất buồn cười mà tôi làm những người trong đội y tế một phen cười nức bụng. Đó là ngay sau khi uống cạn ly súp đầu tiên, khi vừa mới được chuyển lên tàu, một anh y tá hỏi rằng:
How do you feel? Tôi trả lời ngay không một chút suy nghĩ. I feel healthy. Ý tôi muốn nói là tôi cảm thấy khỏe. Tức thì cả đội y tế ôm bụng cười ngặt nghèo. Trong khi đó, thân hình tôi không khác nào bộ xương người chết. Thật ra, từ lúc bắt đầu được tàu Mỹ vớt, thì bao nhiêu vốn liếng từ ngữ Anh văn mà tôi học ở những năm trung học, chưa có cơ hội thực hành thì giờ đây nó lần lượt kéo đến trong tâm trí tôi. Chỉ có điều chữ nào thoảng đến trong đầu là tôi vụt nói liền, không cần để ý đến văn phạm. Nhưng rồi sau đó tôi rất ngại nói, nên tôi luôn dùng bút viết xuống những gì tôi cần nói. Vì khi viết tôi còn thì giờ sắp xếp câu kẹo cho đúng văn phạm hơn. Nhờ có chút vốn liếng Anh ngữ nên tôi có cơ hội gần gũi với vị thuyền trưởng. Các bác sĩ trong đó có một bác sĩ người Nhật và các y tá, đặc biệt là hải quân đầu bếp Mr. Clinton A. Eastwood. Anh thường xuyên trò chuyện với tôi, hỏi thăm những món ăn anh nấu có ngon không, tôi có thích không. Và anh cũng là người sau này thường xuyên liên lạc thư từ với gia đình tôi khi chúng tôi được đưa vào tạm cư ở trại tị nạn Palawan, Philippines. Nhờ đó mà tôi có những bài báo và hình ảnh chụp được trong lúc được tàu vớt vào năm 1982, khi chiếc xoáy hạm Blue Ridge LCC-19 đến hải cảng Sydney, cách nơi tôi cư ngụ khoảng gần một tiếng lái xe, thì anh cũng tìm đến thăm gia đình chúng tôi. Khi đó tôi vừa sanh được đứa cháu thứ nhì khoảng 15 ngày, còn đứa cháu thứ nhất đã mất trên biển cả. Trở về câu chuyện trên chiếc xoáy hạm, thì một hôm có phải đoàn báo chí bay trực thăng đến thăm người tị nạn trên tàu và để phỏng vấn. Trước khi phái đoàn đến, tôi được khuyến khích để quay một đoạn phim ngắn trong buổi phỏng vấn nhỏ này. Vì tôi cứ lắc đầu từ chối, tôi cứ lấy tay che mặt và nói rằng tôi xấu lắm, tôi không muốn người khác thấy tôi trên truyền hình, và tôi cũng không biết nói tiếng Anh nhiều. Nhưng anh y tá hải quân, người luôn kề cần chăm sóc tôi, anh là Robin, đưa cho tôi một cái gương và một cái lược. Anh chải đầu cho tôi và bảo tôi nhìn vào trong gương. Rồi anh nói, "Look, you are beautiful." Nhưng tôi tự nghĩ rằng mình cũng xấu như vậy. Rồi anh nói tiếp, "We are going to ask you a very simple question. Don't worry, okay?" Thế rồi trong phút chốc, phải đoàn báo chí đến, có luôn vị tham mưu trưởng của đệ nhất hạm đội nữa. Và rồi hàng loạt đèn sáng choang chiếu thẳng đến cái giường tôi đang được đợi ngồi. Một anh phóng viên cầm máy nói gì nhiều lắm, nhưng tôi không để ý vì tâm trí bừng suy nghĩ không biết họ sẽ hỏi tôi điều gì. Thế rồi người phóng viên đó chậm rãi hỏi tôi từng chữ một, "Why did you escape from Vietnam?" Tôi chỉ trả lời vọn vẹn, "About freedom." Và câu thứ hai là, "How do you feel now?" Lần này, tôi đang tìm chữ nào khác với chữ healthy của hôm nọ. Thì anh y tá hải quân này may mắn cất giọng hỏi khéo, "Better." Tôi liền nói, "Yes, I feel better." 5 ngày tạm trú trên chiếc xoáy hạm, rồi cũng phải đến ngày chia tay, ngày cuối trước khi chúng tôi chia tay bởi vì hạm trưởng cùng toàn thể các thủy thủ. Tôi được vinh dự đi cùng vị tham mưu trưởng đến từng giường bệnh để phát cho mỗi người một bằng danh dự anh hùng vượt biển và một số tiền là 32 mỹ kim cho một đầu người. Số tiền này là do sự đóng góp của vị hạm trưởng và của toàn thể các thủy thủ trên chiếc xoáy hạm này. Tôi cũng được vinh dự đại diện cho nhóm người tị nạn trên phòng y tế này để ngỏ lời tri ân và bày tỏ
lòng cảm kích của chúng tôi trước sự săn sóc không hề mệt mỏi của toàn thể các thủy thủ trong các ngành. Chúng tôi luôn nhớ ơn ân nhân Mỹ nói chung và toàn thể mọi người trên chiếc xoáy hạm này nói riêng. Lòng nhân đạo của họ là ngọn đuốc, là ánh sáng của thế giới tự do. Nó sẽ chiếu sáng mãi mãi trong lòng chúng tôi, lòng của những người nhân việc tị nạn. Qua những kinh nghiệm đau thương trong suốt cuộc hành trình vượt biển này, chúng tôi nhận biết rằng mạng sống có người thật quý, nhưng tự do đều là quý hơn hết. Lòng nhân đạo của những nhân Mỹ đã để lại cho chúng tôi niềm cảm kích và sự tri ân sâu sắc. Tấm gương sáng này đã chứng minh được chỉ có con người của chủ nghĩa tự do mới có được những đức tính đó. Chúng tôi đã học được từ quý vị lòng nhân ái, vị tha và tình thương yêu nhân loại. Những hình ảnh cao đẹp này sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng người dân Việt tị nạn yêu tự do của chúng tôi. Chúng tôi xin bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu xa đến vị tham mưu trưởng của đệ nhất hạm đội, vị phạm trưởng Commanding Officer, ông Jody Chamberlain, cùng toàn thể thủy thủ đoàn của chiếc xoáy hạm Blue Reacher LCC-19. Dĩ nhiên trong đó có cả anh hải quân đầu bếp Clint Eastwood và anh Robin. Hình ảnh của những người đó sẽ không bao giờ nhạt nhòa trong ký ức chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn ước mơ có cơ hội gặp lại những vị ân nhân này bằng xương bằng thịt để một lần nữa ngỏ lời tri ân đến họ, và cũng để họ nhìn thấy gia đình chúng tôi, kết quả việc làm nhân đạo quý báu mà họ đã thực hiện cách đây hơn 28 năm. Tóm lại, vì quen sống trong một đất nước tự do dân chủ, vốn thừa hưởng được tất cả những quyền cơ bản của một con người, nên kể từ khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, thì tâm trí chúng tôi không ngừng nghỉ đến việc trốn thoát khỏi chế độ này. Vượt biên là con đường duy nhất, và cái giá chúng tôi phải trả có thể là sự chia lìa kẻ ở người đi, vợ xa chồng, con xa cha, tù đày, chính bản thân mình và người thân cũng bị liên lụy. Chồng tôi trước đây là vượt biên 2 lần và anh đi một mình, người chủ tàu không nhận người nhỏ. Tôi đành để chồng ra đi và ở lại với con. Tôi nghĩ thoát được người nào hay người đó. Để chồng ra đi một mình, tôi chấp nhận sẽ vĩnh viễn mất chồng. Vì thời gian đó, nhà cầm quyền Việt Nam chưa có sự bán giao về nước ngoài về vấn đề đoàn tụ nhân đạo. Nhưng 2 lần vượt biên đỏ không thành công. Lần thứ nhất bị lộ, anh chạy thoát được nên không bị tù. Còn lần thứ nhì thì đi với người em. Nhưng khi ra đến bến tàu, người chủ tàu thay đổi ý kiến, chỉ nhận một người thôi, nên chồng tôi nhường cho người em. Và người này đã đến được bến bờ tự do. Lần này là lần thứ 3 chồng tôi đi về vợ con, vì người chủ tàu này những người nhỏ, tưởng rằng lần ra đi này trọn vẹn, không bỏ lại sau lưng người thân của mình. Nhưng cuối cùng chúng tôi vĩnh viễn mất đứa con yêu quý đầu lòng của mình. Nỗi đau xót đó mãi theo chúng tôi đến cuối cuộc đời, và đó chính là cái giá cho sự tự do mà chúng tôi đã chọn. Hiện nay chúng tôi đang định cư tại Úc Đại Lợi, một quốc gia đầy lòng nhân ái. Người dân ở đây mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận và cứu mang gia đình chúng tôi trong suốt 28 năm qua, và còn tiếp tục cho đến đời các con cháu của chúng tôi nữa. Không một lời nào đủ để diễn tả tấm lòng biết ơn sâu xa của gia đình chúng tôi đến với chính phủ và toàn thể nhân dân của đất nước này. Chúng tôi nguyện ghi khắc ơn sâu nghiệp nặng cho đến muôn đời. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền chở 45 người xuất phát từ Đà Nẵng
vào tháng 9 năm 1980, chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do, nhóm người tổ chức vượt biên quyết định cho thuyền khởi hành ngay trong cơn giông bão. Để lọt qua được sự canh gác nghiêm ngặt của công an biên phòng Việt Cộng, vì thế họ phải trải qua cuồng phong đại dương, rồi tài công mất định hướng. Thế là thuyền trôi lênh đênh trên đại dương, không có thức ăn, không đủ nước uống trong 26 ngày đêm. Nhiều người đã nằm xuống lòng đại dương vì đói khát. Rồi họ được một chiếc xoáy hãm Hoa Kỳ để cứu vớt họ. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.